Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi video trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, ngày nay để tiết kiệm tối đa chi phí khi mua những ngôi nhà mới, nhiều người có xu hướng mua nhà cũ. Tuy nhiên, để mua được một ngôi nhà đẹp, giá cả hợp lý và quan trọng là phong thủy tốt thì không phải ai cũng biết. Thậm chí nếu không có kinh nghiệm thì việc mua nhà sẽ tiềm ẩn những hậu quả khôn lường. Vậy nên, nếu như bạn đang có nhu cầu muốn mua nhà đất hoặc đầu tư để sinh lời nhưng chưa có kinh nghiệm, đừng vội vã. Trước tiên hãy tham khảo những kinh nghiệm mua nhà cũ để đảm bảo an toàn, tránh rủi ro mà Bí Quyết Thành Công chia sẻ trong video ngày hôm nay nhé. Xin mời các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Kiểu nhà đầu tiên mà bạn nên tránh đó là không nên mua nhà khuyết góc hoặc thiếu ánh sáng. Nếu thấy ngôi nhà được trùng tu lại rất đẹp, chẳng khác gì nhà mới, khiến bạn rất hài lòng thì khoan hãy quyết định mua. Hãy tìm hiểu kỹ với chủ nhân xem có vấn đề gì không, hoặc xem xét yếu tố phong thủy xem có điều đại hung nào hay không. Bởi nếu như nhà vừa sửa lại đã vội bán ngay thì có thể do chất lượng công trình bên trong xuống cấp hoặc chủ nhà muốn giấu điều gì đó. Phong thủy từ thời Trung Hoa cổ đại cho rằng nhà ở luôn cần có sự vuông vắn bởi nó mang lại cho gia chủ sự giàu sang, may mắn và cuộc sống trường thọ. Do vậy, những ngôi nhà thiết kế kiểu hình vuông bao giờ cũng là lựa chọn hàng đầu, và ngược lại những ngôi nhà không vuông vắn, chỗ lồi ra lõm vào sẽ mang lại nhiều bất lợi cho gia chủ, nên tránh mua hoặc xây kiểu nhà như vậy. Tuy nhiên, hiện nay rất khó tìm được một ngôi nhà nào không có góc khuyết, bởi vì ngôi nhà hiện nay không phải là hình vuông. Nếu ngôi nhà có góc khuyết cũng có thể theo hướng góc khuyết nghĩ cách bù đắp. Ví dụ khi góc khuyết là hướng giữa Đông Bắc và hướng Tây Nam thì có thể phá tường, xây thêm khiến góc khuyết thành góc vuông. Bộ phận xây thêm có thể làm chỗ giữ đồ. Tuy nhiên, có một cách không cần phải phá tường mà là nhờ sức của vật cắt tường để giải hóa. Bên cạnh đó, khi chọn nhà, không những phải chọn những ngôi nhà có không khí trong sạch, thoáng mát mà còn phải có đủ ánh sáng. Theo phong thủy học, những căn nhà nằm ở góc khuất của một khu phố và ít có ánh sáng tự nhiên chiếu vào cũng sẽ khiến hòa khí trong ngôi nhà và sự nghiệp của gia chủ cũng không mấy sáng sủa. Bạn nên chọn những ngôi nhà có hướng mặt trời mọc là tốt nhất, vì ngôi nhà sẽ có không gian thoáng, có đủ ánh sáng và sạch sẽ. Môi trường trong lành sẽ tốt cho phong thủy, gia đình sẽ thịnh vượng. Kiểu nhà thứ hai đó là nhà có ban công mọc rêu nhìn u ám. Trong phong thủy, ban công là nơi rất quan trọng, giúp đón nhận không khí, ánh sáng vào nhà. Nếu nơi này xuất hiện rêu, chứng tỏ phong thủy của ngôi nhà không vượng khí, không thể vào bên trong, nên những người sống trong nhà hay gặp chuyện công việc làm ăn không được thuận lợi. Không những thế, rêu mọc ngoài ban công cũng cho thấy hệ thống thoát nước ở vị trí này đang có vấn đề, làm ảnh hưởng đến chất lượng nhà cũng như sức khỏe của gia chủ vì trơn trượt, dễ té ngã. Kiểu nhà tiếp theo cũng nên tránh mua đó là khung cửa chính của nhà bị biến dạng. Nhắc đến phong thủy nhà ở, chúng ta cần đặc biệt chú ý tới những điểm chính bao gồm cửa chính, nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh. Trong đó, cửa chính được coi là vị trí quan trọng nhất. Vận thế của gia chủ tốt hay xấu cũng phụ thuộc vào phong thủy cửa chính. Bên cạnh đó, qua hình dáng của cửa chính, chúng ta có thể đoán định phần nào tính chất phong thủy này. Trong trường hợp khung cửa bị biến dạng hoặc cong vẹo, có nhiều khe hở thì bạn phải hết sức chú ý. Đây được coi là biểu hiện của căn nhà có phong thủy không tốt, đã lâu không có người ở, nguyên khí tiêu tan lại mang theo sát khí. Đặc biệt, nếu dọn về đó sống thì chắc chắn vợ chồng dễ nảy sinh xích mích, ra ngoài làm ăn vướng vào vòng lao lý, sức khỏe yếu ớt quanh năm. Kiểu nhà thứ tư đó là trước cửa hoặc trong nhà có dán bùa chú. Nếu như trước cửa, tường nhà, chân tường, trần nhà hoặc bất kỳ vị trí nào trong nhà, nếu thấy có dán bùa chú, chứng tỏ phong thủy nhà đó cực kỳ xấu. Bùa chú dán trước cửa nhà rất dễ quan sát bằng mắt thường. Những vị trí trong nhà bao gồm trước cửa, trên tường nhà, dưới chân giường có dán nhiều bùa chú, hoặc trong nhà treo nhiều vật phẩm phong thủy trừ tà như hồ lô phong thủy, đây là điềm báo không lành.
ngôi nhà cần phải trấn yểm bằng bùa chú thì chắc hẳn đã mời thầy phong thủy về xem nhà và sử dụng đạo chú để trừ tà hóa sát. Nói chung, những ngôi nhà có dán bùa chú tốt nhất không nên mua. Nếu thấy chủ nhà cần bán gấp với giá rẻ, chắc chắn ngôi nhà đó đang có vấn đề, vì thế bạn cần cẩn thận tìm hiểu từ những người hàng xóm hoặc chính chủ nhà để biết trước đây từng có trường hợp như người tự tử, mất mạng ở đó hay không. Và một kiểu nhà nữa, đó là nhà vệ sinh đặt ở vị trí trung cung. Vì theo phong thủy, vị trí trung cung là vị trí trung tâm của căn nhà. Đây là vị trí trang trọng và có ảnh hưởng rất lớn đến vận khí của gia chủ. Do đó, ở vị trí này, chuyên gia phong thủy kiến nghị các gia đình nên đặt bàn thờ, đặt bàn ghế tiếp khách hoặc để trống tùy vào thiết kế của mỗi gia đình. Tuy nhiên, tuyệt đối không được đặt nhà vệ sinh vào vị trí trung cung. Cũng theo trong phong thủy, nhà vệ sinh thường được coi là cái xấu. Chính vì vậy mà nơi đặt nhà vệ sinh đều là vị trí hung nhất trong căn nhà với mục đích lấy độc trị độc. Nếu đặt nhà vệ sinh ở vị trí này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường công danh tài lộc của nam gia chủ. Ngoài việc khiến gia chủ hay gặp xui xẻo và trục trặc, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong nhà. Với nam giới thường mắc các bệnh về thận và bàng quang, cơ thể mệt mỏi, ủ rũ, trí nhớ suy giảm. Do vậy, nếu thấy căn nhà có nhà vệ sinh đặt ở vị trí trung tâm thì không nên mua. Bên cạnh đó, có hai lưu ý đặc biệt khi mua nhà cũ mà các bạn nên lưu ý, đó là nhà đã qua đại trùng tu. Có nhiều căn nhà nhìn bên ngoài không có gì khác biệt, tuy nhiên vào trong nhà có thể nhận thấy nó đã được xây sửa, trùng tu lại hoàn toàn. Lúc này, có thể căn nhà đã từng trải qua nhiều thay đổi, như nhà có hai phòng ngủ sửa thành ba phòng ngủ, ban công được cơi nới thành phòng ở. Cũng có thể đặt thêm nhiều bình phong ở cửa ra vào. Đối với dạng nhà như thế này, bạn phải xem xét và phân tích kỹ càng trước khi quyết định mua. Ví dụ, bạn có thể tìm hiểu tại sao gia chủ sửa lại nhà đẹp đẽ hơn mà không ở, lại đem bán. Và lưu ý phong thủy khi mua nhà cũ, đó là chú ý đến những sự cố từng xảy ra trong nhà. Đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng khi mua lại nhà cũ. Bạn chắc chắn sẽ không thể biết được những người từng ở trong nhà đã sống ra sao, liệu có xảy ra biến cố gì lớn trong căn nhà đó hay không. Thông thường điều này cần phải nhờ đến những chuyên gia về phong thủy hay tâm linh xem xét. Nhà cần bán gấp thì chắc hẳn chủ nhà có việc khẩn cấp dùng đến tiền hoặc muốn nhanh nhanh chóng chóng rũ bỏ căn nhà đã từng xảy ra sự lạ. Hãy tìm hiểu thật kỹ, vì không ít trường hợp người nhà tử vong, chết bất đắc kỳ tử, vong hồn chưa siêu thoát còn ở lại ám ảnh người đang sống. Căn nhà như thế thì tuyệt đối không nên mua. Tìm hiểu và phân tích phong thủy nhà ở là điều vô cùng quan trọng, bởi nhà đã qua tu sửa lớn thì sau đó nếu không phải đại cát tức là đại hung. Chính vì thế, đừng xem thường lưu ý phong thủy mua nhà cũ cần phải biết đến để đón lành tránh dữ. Các bạn thân mến, không riêng gì hiện tại, từ xa xưa các cụ đã đặc biệt quan trọng yếu tố phong thủy nhà ở. Chuyên gia phong thủy xưa quan niệm, khi bước chân vào một ngôi nhà, nếu đảm bảo được hai không ba có này thì vượng khí sẽ ngập tràn, giúp gia chủ nhận tài lộc và an khang cả năm. Các bạn hãy cùng xem đó là hai không và ba có gì nhé. Đầu tiên là hai không trong nhà. Thứ nhất, bình hoa rỗng. Cái không đầu tiên mà người xưa nhắc đến khi vừa bước vào một ngôi nhà, đó là việc nhìn thấy một hay nhiều bình hoa hoặc lọ rỗng. Bình hoa là vật trang trí phổ biến nhất trong nhà. Nhiều người thích đặt bình hoa ở nơi có thể nhìn thấy ngay khi bước vào cửa. Tuy nhiên, cách làm này là sai lầm. Sai lầm hơn nữa nếu như gia chủ cắm một bình hoa giả hoặc hoa héo. Bởi theo phong thủy, người ta cho rằng một khi bước vào cửa mà nhìn thấy lọ hoa rỗng, hoa giả, hoa héo thì rất có thể sẽ xảy ra rạn nứt tình cảm vợ chồng. Hơn nữa, bình rỗng theo quan niệm phong thủy có nghĩa là ở một mình trong căn nhà trống. Còn hoa giả tượng trưng cho tà khí vào nhà, vì vậy bình rỗng hay hoa giả đều không phải là biểu tượng tốt. Điều này không có nghĩa là gia chủ không được dùng bình và hoa. Gia chủ có thể cắm một bình hoa tươi và đặt bình hoa đó ở vị trí không đối diện với cửa chính của căn nhà. Thứ hai, ban công đối diện cửa chính.
Cái không thứ hai chính là ban công. Ban công vốn tạo cho ngôi nhà thêm điểm nhấn và không gian đón nắng, gió. Tuy nhiên, đặt ban công sai thì gia chủ không có vượng khí. Theo quan niệm phong thủy, ban công thông với cửa ra vào chính của căn nhà, đặc biệt là khoảng cách của cửa chính đến ban công càng ngắn thì tài sản sẽ tiêu hao nhanh chóng, bởi tài lộc khi đó rất dễ thất thoát vì cửa và ban công là nơi ra vào của tài lộc. Vậy trong phong thủy thời xưa, đâu là những thứ nên có khi bước chân vào một ngôi nhà? Tiếp theo, ba có trong nhà là gì? Một bức tranh phong cảnh hoặc tranh tư pháp. Ngay khi bước vào cửa, nếu gia chủ và khách có thể nhìn thấy một bức tranh phong cảnh hoặc bức thư pháp lớn, thì điều đó không chỉ thể hiện ý nghĩa văn hóa của người ở mà còn mang lại phong thủy tốt cho đại gia đình. Theo quan niệm, trong các bức tranh phong cảnh và thư pháp kiểu Trung Quốc, nước và mực chính là tài lộc. Do đó, gia chủ có thể treo chúng ở nơi có thể nhìn thấy đầu tiên khi bước chân vào cửa nhà để có thể hút được nhiều của cải. Hai là đồ trang trí lễ hội ở cổng, cửa. Cổng, cửa là nơi ra vào. Nếu có thể nhìn thấy đồ trang trí lễ hội hoặc đồ thủ công ngay khi bước vào cổng, cửa nhà, nó sẽ mang lại cho mọi người cảm giác vui vẻ và phấn khởi, tâm trạng sẽ tốt hơn. Theo quan niệm, không khí lễ hội cũng có tác dụng tốt đối với phong thủy. Khi con người ta hạnh phúc hơn, may mắn sẽ tự nhiên đến. Ba là cây xanh trước cửa nhà. Cây cối xanh tươi, đâm chồi nảy lộc và tỏa hương thơm là dấu hiệu rất tốt trong phong thủy. Không chỉ mang lại sắc màu xanh mát để sức sống, có tác dụng cải thiện tâm trạng của người thưởng lãm, cây cối còn rất đặc biệt trong quan niệm phong thủy. Chúng có thể hấp thụ năng lượng tiêu cực trong ngôi nhà, lan tỏa năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Vừa bước vào cửa đã thấy cây cỏ xanh tươi, điều này giống như liều thuốc an thần mang đến cho con người sự tươi mới và tràn đầy sức sống của thiên nhiên. Trên đây là những lưu ý về phong thủy khi các bạn có ý định mua nhà hay trang trí ngôi nhà mới của mình. Hãy thử áp dụng và đón nhận tài lộc, may mắn vào nhà mình nhé! Thời lượng video đến đây là kết thúc rồi. Bí quyết thành công rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Đội ngũ biên tập rất mong sẽ nhận được thêm nhiều chia sẻ hơn nữa của các bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi. Đừng quên bớt chút thời gian để nhấn đăng ký kênh cũng như like video này của Bí quyết thành công nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Bí quyết thành công.